người vượt quan san. Ơi người ơi, vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán. Kính thưa cha Nguyễn Văn Khải, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Liên bang Úc Châu rất là hân hoan đón cha tại đây. Vậy thưa cha, trong cái hoàn cảnh ở tại đây và nhìn lại quá trình của cha, rất là khâm phục cha là một người được giáo dục ở trong xã hội chủ nghĩa, và Việt Nam chúng ta giáo hội có 117 thánh từ đạo Việt Nam cộng thêm cha thánh André Fouyên. Vậy thưa cha, với tư cách là một cái người đang học về sử, cha có thể cho chúng con biết những cái bất khoan dung về tôn giáo của các nhà cầm quyền ở tại Việt Nam trong triều đại cũ cũng như là thời đại cộng sản hiện nay thưa cha? Vâng, xin cảm ơn cha. Kính thưa cha và quý vị khán giả, thì cha có nói rằng là con là sinh ra và được giáo dục trong chế độ cộng sản. Vâng. Điều đó là đúng. Vâng. Nhưng mà cũng đúng nữa, đó là con được sinh ra và lớn lên trong lòng giáo hội Công giáo Việt Nam. Vâng. Con được bố mẹ, được ông bà, được cô dì chú bác và được quý cha quý thầy ở trong giáo hội đào tạo mình trở thành tín hữu Công giáo. Vâng. Và ở miền Bắc con được sống trong cái truyền thống đức tin là rất là trung tín và can đảm, luôn sẵn sàng trả giá để được sống cái đức tin tinh tuyền của mình. Vâng. Không có chấp nhận một cái sự thỏa hiệp nào để tìm cách sống cho bản thân mình. Cái đấy con luôn biết ơn gia đình, anh em, bạn bè, quý cha, quý thầy, nhất là quý đức cha và quý cha đã hướng dẫn chúng con từ nhỏ cho đến bây giờ. Thì con thấy liên quan đến cái việc mà cha vừa hỏi á. Vâng. Là vấn đề bất khoan dung tôn giáo trong các triều đại ở Việt Nam, đặc biệt là triều đại cộng sản giáo hiện nay á, thì con thấy rằng là từ khi mà Công giáo được truyền bá ở Việt Nam. Vâng. Bắt đầu từ Quảng Nam, Hội An vào năm 1615. Vâng, vâng. Cho đến khoảng năm 1886, tức là cuối thế kỷ 19. Vâng. Thì Công giáo bị các triều đại là bách hại. Vâng. Không thường xuyên nhưng mà từng giai đoạn một. Vâng, vâng. Thì có một số là chúa Trịnh bách hại này. Vâng. Rồi các chúa Nguyễn cũng bách hại này. Vâng, đời Nguyễn. Rồi các vua nhà Nguyễn cũng bách hại này. Vâng. Rồi phong trào Văn Thân cũng bách hại. Vâng, này. Vâng. Thế thì bây giờ ở Việt Nam ấy, là chế độ cộng sản nói rằng Công giáo đến Việt Nam gắn liền với lại cái quá trình thực dân hóa ở Việt Nam, và họ nói rằng các vị tử đạo của Việt Nam ấy, vâng, là gắn liền với cái tiến trình đấy, và các vị tử đạo ấy, là vì lý do chính trị. Vâng. Thế thì đấy là một cái nhận định sai lầm, nếu không muốn nói là một sự chụp mũ, xuyên tạc lịch sử. Bởi vì chính lịch sử của Việt Nam ấy, các vua cũng đã phê các cái bản án dành cho các vị tử đạo ấy. Vâng, vâng. Và các cái sắc chỉ cấm đạo ấy, trong đó không hề nói rằng là người Công giáo làm chính trị. Vâng. Không hề nói là những vị tử đạo này nhận cái bản án tử này là những người làm chính trị, cầm quân khởi nghĩa chống lại triều đình. Vâng, không. Vâng. Nhưng các bản án cũng như các sắc chỉ cấm đạo nói rõ là chỉ vì những người này là đã đi theo đức tin Công giáo. Vâng. Và đã tích cực truyền bá cái đức tin Công giáo đấy. Vâng. Bất chấp cái lệnh cấm cản của các triều đình, vua chúa triều đình. Vâng. Đấy. Ừ. Thì mình phải minh định rõ ràng như vậy. Vâng. Rồi đối với chế độ cộng sản ấy, vâng, thì thực tế là người Công giáo cũng không có tham gia chính trị. Vâng. Có nghĩa là giáo hội Công giáo không có đứng lên lập quân đội để chống lại nhà cầm quyền. Vâng, không. Vâng. Nhưng mà chế độ cộng sản vẫn coi giáo hội Công giáo là thế lực thù địch hàng đầu. Ừ. Và coi là
là nguy hiểm đối với chế độ. Vâng. Cho nên là chế độ cộng sản cũng chụp cái mũ là phản động và phải nói theo giọng của cộng sản ấy, vâng. Là công giáo là cực kỳ phản động. Cho nên là họ luôn tìm mọi cách để diệt trừ công giáo. Vâng. Thế thì cũng giống như các triều đại trước đây ấy, là họ sử dụng nhiều biện pháp tinh vi. Vâng. cũng có lúc là rất trắng trợn để vâng. mà đàn áp công giáo, như thể là sách nhiễu, khủng bố, áp lực vâng. để bỏ đạo vâng. hoặc là chia rẽ, phân tán, rồi bắt giam vâng. rồi là bỏ tù, rồi có khi là giết chết yeah, vâng. thủ tiêu hoặc là đánh chết trong hành tù hạ các thứ vâng. vâng. rồi thì là mà tinh vi hơn các đời các vua quan vua trước chúa đời xưa. Là họ bách hại đạo một cách rất tinh vi ở cái chỗ này là họ lập ra những cái tổ chức tôn giáo giả vâng. và họ dùng các tổ chức tôn giáo giả đó ừ. để chia rẽ nội bộ tôn giáo vâng. để khống chế tôn giáo và để tuyên truyền với bên ngoài rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo vâng, vâng. Thế thì chẳng và họ lập ra những cái cơ quan thuộc chính quyền ừ. chuyên môn để khống chế, kìm kẹp và tìm cách phá tôn giáo, chẳng hạn như thể là công an tôn giáo vâng, chẳng vâng, hạn như là ban tôn giáo chính phủ vâng, ban vâng. tôn giáo tỉnh, ban tôn giáo huyện vâng. Thế thì có những công chức chuyên nghiệp ăn mới đi dò xét tôn giáo vâng. ở bên ngành công an và vâng. bên ngành ban tôn giáo để tìm cách là khống chế và diệt trừ tôn giáo. Thế thì cái sự bách hại của chế độ cộng sản đó là rất tinh vi và trên nhiều phương diện, và họ hơn các triều đại các vua chúa phong kiến là chế độ cộng sản họ dùng cả hệ thống chính trị để đàn áp tôn giáo. Cái này nói thì người không sống trong chế độ cộng sản không thế có không hiểu lắm được, không hiểu được. Dùng cả hệ thống chính trị là thế nào? Tức là họ dùng cả cái nền giáo dục đào tạo của họ vâng. từ vỡ lòng cho đến đại học và sau đại học, cái nền giáo dục đó là chống tôn giáo và cụ thể là chống công giáo. Họ dùng toàn bộ cái hệ thống truyền thông, đài báo, TV, tất cả để họ chống tôn giáo. Rồi là họ dùng toàn bộ các tổ chức chính trị xã hội ở trong đất nước Việt Nam để chống các tôn giáo, ngoại trừ Đảng Cộng sản này, Đoàn Thanh niên này, vâng. Hội Phụ nữ này, Mặt trận. Hội Phụ lão này, Mặt trận Tổ quốc đấy, này, Ủy vâng. ban Nhân dân này, Hội đồng Nhân dân này, rồi là Hội Cựu Chiến binh này, rồi là Hội Nông dân này, vâng. rồi là hội cây cảnh này, rồi là Hội Cựu Chiến binh này, rồi là trường học này, rồi trạm y tế này, rồi là bất cứ một cái cơ quan đoàn thể nào nói chung nó là có tất mặt cả. Trên địa bàn. Vâng, là tất cả vâng. như vậy. Tất cả mà những cơ quan đoàn thể, nhà máy xí nghiệp có trên địa bàn là họ dùng tất để đàn áp tôn giáo, để diệt trừ tôn giáo, để khống chế tôn giáo. Và là bởi vì kể cả tổ dân phố nữa, mà nói xin lỗi cha với quý vị, họ dùng cả những quân đầu trộm đuôi cướp, những anh nghiện ma túy xì ke, vâng, vâng. những tù nhân, và họ tụ họp những số đó lại, họ kêu là quần chúng tự phát vâng. để đưa đến khủng bố các tôn giáo. Vâng. Điển hình là họ dùng cái đám ô hợp, cái đám đầu trộm đuôi cướp đấy vâng. để tấn công nhà thờ Thái Hà, hay là để tấn công thiền viện Bát Nhã, hay là nhiều nơi khác vâng. họ chuyên môn dùng như vậy. Vâng. Chưa có một cái chế độ nào hiện diện ở Việt Nam mà đàn áp tôn giáo một cách dã man, mà tinh vi, mà toàn diện như chế độ cộng sản. Vâng. Và đàn áp không chỉ công giáo mà thôi, mà họ đàn áp tất cả các tôn giáo ở Việt Nam. Vâng, đấy. Vâng, cảm ơn cha. Thì qua hình ảnh đấy cho chúng con thấy được là từ thế kỷ thứ 16, 1533, Đảng Công giáo du nhập Việt Nam, rồi thế kỷ thứ 17 như cha vừa nói là những cái hoàn cảnh đặc biệt của xã hội lúc bây giờ, và hình ảnh của sự khống chế và sự đàn áp tôn giáo của các vua chúa. Nhưng mà thưa cha, vậy thì để thực tế cụ thể hơn thời kỳ cộng sản này, cái tinh thần, cái tình hình còn tệ hơn nhiều như cha vừa nói. Vậy cha có thể cho chúng con những cái hình ảnh đặc trưng nhất, đặc biệt là sự kiện tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà, mà bên đó kỳ đó là chúng con đốt nến cũng như nói chuyện với cha. Vậy cha có thể cho quý vị khán thính giả biết được cái tình hình nó thế nào về tòa khâm sứ và Thái Hà, thưa cha và kính thưa quý vị. Vâng, thì thưa cha và quý vị khán giả,
Đúng là dưới thời Cộng sản thì cái tình hình mà các tôn giáo bị đàn áp là thường xuyên hơn, toàn diện hơn. Và nhà cầm quyền Cộng sản là không từ bỏ một cái mưu thâm độc nào, không từ bỏ một biện pháp bẩn thỉu nào để mà khống chế và diệt trừ tôn giáo hoặc là làm tha hóa các tôn giáo. Vâng. Thế thì gần đây nhất là vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ là hai vụ điển hình liên quan đến dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và liên quan đến Tòa Tổng Giám Mục và Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thì họ bẩn thỉu ở chỗ này là họ dùng bạo lực cướp đất của nhà thờ và của Tòa Giám Mục. Đấy. Thế nhưng họ lại đi tuyên truyền dối láo trước toàn dân rằng các linh mục tiền nhiệm của chúng tôi đã bàn giao cho đất đấy cho nhà cầm quyền. Vâng, cái đó là dối trá. Vâng. Và chúng tôi không chấp nhận. Vâng. Chẳng những thế, họ còn tìm cách biến cái đất tôn giáo đấy thành cái đất riêng của họ. Tức là họ các cán bộ, những nhóm lợi ích ở Hà Nội á, họ muốn thủ tiêu cái đất tôn giáo đó thành cái đất tư nhân. Họ xây nhà trên đó, họ xây siêu thị trên đó. Đấy. Thế thì đấy là điều không thể chấp nhận được. Khi mà anh sử dụng đất của anh chiếm của tôn giáo mà anh lại dùng vào những cái mục đích thương mại cá nhân như vậy. Thì giáo dân Hà Nội không chấp nhận. Giáo quyền ở Hà Nội từ thời Đức Hồng Y Tụng và từ thời Đức Cha Lê Đắc Trọng là cũng không chấp nhận. Vâng, vâng. Thực sự là từ đầu những năm 90 họ đã muốn biến cái Tòa Khâm Sứ thành một cái siêu thị ở đấy. Họ đã san lấp mặt bằng, đã đang đào chân móng. Nhưng mà thời đấy là Đức Cha Lê Đắc Trọng gửi thư cho toàn thể giáo phận và kêu gọi toàn thể giáo phận phải có tiếng nói, phải có lời cầu nguyện và phải có hành động để bảo vệ cái Tòa Khâm Sứ thuộc Tòa Giám Mục Hà Nội. Vì đấy là mảnh đất lịch sử, vì đấy là tòa nhà lịch sử gợi nên nhiều cái sự kiện liên quan đến đời sống tâm linh, đời sống đức tin của giáo dân ở Hà Nội và giáo dân Việt Nam. Và chính vì hồi đó Đức Cha Trọng và giáo dân Hà Nội làm mạnh, họ mới dừng lại đấy. Vâng. Rồi đến thời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về đứng đầu Tổng Giáo Phận thì họ lại dục dịch tiến hành lại việc đấy. Và đang khi họ tiến hành lại thì giáo dân, các linh mục mới lại có ý kiến. Vâng. Rồi cuối cùng là họ tụ họp lại để cầu nguyện phản đối. Rồi cuối cùng là nhà cầm quyền là dùng bạo lực để cưỡng chiếm mảnh đất đấy. Vâng, vâng. Cũng như dùng bạo lực để cưỡng chiếm mảnh đất Thái Hà cùng thời điểm. Thì giữa cái thời này mà họ hành động mờ ám ban đêm, nguyên cái chuyện ban đêm mà nhà cầm quyền cho cảnh sát, cho chó nghiệp vụ, cho các loại máy móc cơ giới đến thi công ban đêm, đến vây tu viện ban đêm, đến vây tòa bán giám mục ban đêm, đến chặn đường ban đêm. Vâng. Nguyên cái hành động làm trong đêm tối của một chế độ ở giữa thủ đô, nó chứng tỏ rằng là cái chế độ đó là không có sự thật và công lý. Vâng. Nó chứng tỏ cái chế độ đó là hành động mờ ám. Nó chứng tỏ là họ không có chính nghĩa và họ còn sợ cả một nhóm người công giáo mà phải đi hành động lén lút ban đêm. Thế thì họ dùng bạo lực để mà cưỡng chiếm mảnh đất. Có những người phản đối thì họ bắt. Vâng. Ví dụ như ở bên Thái Hà thì họ bắt 7 người, bên Tòa Khâm Sứ họ bắt một người là chị Nguyễn Thị Nhi. Vâng. Và cả 8 người đó họ giam giữ một mấy tháng, rồi họ đưa ra tòa họ xét xử. Rồi họ tuyên bố là các bị cáo đó là bị án tù treo. Và họ chụp mũ cho những bị cáo đó những cái tội là tội gây rối trật tự công cộng và tội kêu là phá hoại tài sản. Thế nhưng mà nó buồn cười là 8 người mà cái phần tài sản mà chính nhà nước định giá là chưa đến mỗi người 500.000 đồng. Mà theo luật Việt Nam thì phải vi phạm từ 500.000 đồng mỗi người mới được đưa ra tòa án. Nhưng đây chưa đủ 500.000 họ cũng đưa ra tòa án. Rồi thứ hai nó họ bảo là gây rối trật tự công cộng, thì thực tế là giáo dân đến nó chỉ cầu nguyện thôi. Và hát thánh ca rất là trật tự, rất là hòa bình. Chính những công an đội lốt thường dân mới là những người đến hung hăng phá rối và gây trật tự ở đấy, mất trật tự ở tại tại nơi cầu nguyện. Và chính công an
mới là những người sử dụng bạo lực, dùi cui, lựu đạn cay để mà gây rối ở đó và đàn áp giáo dân. Vâng. Thế thì còn chưa kể họ dùng cái bạo lực bằng lời đó, đó là họ dùng hệ thống truyền thông của họ, đài báo, TV suốt ngày nói xấu Công giáo, suốt ngày chụp mũ xuyên tạc, chửi bới bới, đe dọa, suốt ngày đe dọa, suốt ngày như vậy, suốt ngày khủng bố cộng đồng Công giáo, đặc biệt là Thái Hà và tòa Khâm Sứ, khủng bố bằng lời như vậy, thì đấy là một hình thức bách hại đạo điển hình. Vâng. Đấy là một lối phân biệt tôn giáo điển hình mà giáo dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, chúng con là thấy nó lộ rõ bản chất xấu xa, bạo lực, gian dối và đê hèn của Cộng sản. Vâng. Và chúng con không có chấp nhận. Đang khi chúng con biết rõ cái việc mà giáo dân Thái Hà và giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội cầu nguyện để mà phản đối lại bạo lực, gian dối và mưu tìm hòa bình, đấy là việc tốt đẹp. Và giáo dân làm một cách hợp pháp và họ không có thể nào mà gọi là đối thoại được với giáo dân dựa trên căn bản pháp lý. Vâng. Vì giáo dân có lý quá đi. Ví dụ họ bảo rằng là phạm tội phá tài sản, nhưng mà phá tài sản của ai? Đấy là bức tường của tu viện nhà dòng Chúa Cứu Thế đã xây. Và bức tường đó xây gần một thế kỷ nay rồi, nó cũ lắm rồi. Và cái bức tường đó xây bao quanh khu đất của dòng Chúa Cứu Thế. Bây giờ người ở trong giáo xứ họ phá cái bức tường cũ, bức tường đó là của giáo xứ họ. Thế mà nhà cầm quyền lại đi bảo là phá hoại tài sản. Có cái này, là con thấy làm lạ là chúng con có theo dõi kỳ đó, cũng theo sát tình hình đó. Và con nhớ là tự Đức Mẹ và cái thập tự giá đấy, không biết về sau họ có trả không cha nhỉ? À vâng, đấy là liên quan đến vụ tòa Khâm Sứ. Vâng, vâng. Ngày xưa ở đó có hang đá, có tượng Đức Mẹ. Đấy, vâng. Rồi về sau này á, là giáo dân và linh mục Hà Nội có đặt tượng Đức Mẹ sầu bi ở đấy. Vâng. Ở dưới gốc đa. Rồi về sau có dựng cây thánh giá ở đấy. Vâng. Thì thánh giá thì tòa giám mục cho người sang rước về từ trước. Vâng. Còn tượng Đức Mẹ thì nhà cầm quyền đó là làm biên bản và nói rằng giáo phận Hà Nội là đặt tượng là không đúng nơi chốn. Và họ bắt phạt tòa giám mục Hà Nội hình như 1 triệu đồng. À vâng. Thế họ tịch thu tượng Đức Mẹ và phạt cái chuyện là đặt không đúng chỗ. Vâng. Thế nhưng mà cái đó nó vô lý ở cái chỗ là từ ngày xưa đã có tượng ở đấy. À. Mà bây giờ lại đi phạt. Thế họ giữ một hồi họ không có biết là bỏ đâu, thì họ lại muốn tòa giám mục đến nhận về. Nhưng tòa giám mục nói rằng chúng tôi sẽ rước tượng về. Yeah. Nhưng với điều kiện là quý vị phải bỏ cái án phạt kia đi. À. Nghĩa là rút lại cái tờ giấy phạt là đã dựng tượng sai nơi chốn và phạt 1 triệu sau đồng. Sau cùng thì làm sao? Thế thì họ không có rút lại cái quyết định đã phạt về việc dựng tượng sai quy định đấy. À. Và không biết bây giờ tượng Đức Mẹ sầu bi đang ở nơi đâu. Thì không biết cho tới không bây giờ biết, chưa biết. Cho tới bây giờ thì giáo dân Hà Nội vẫn chưa biết. Mà chúng con luôn nghĩ rằng tượng Đức Mẹ nằm ở đâu thì ở đấy sẽ là một mối lo cho đối với lại các cán bộ cộng sản vô thần. Vì nói thật đấy, họ vô thần mà họ cũng rất là sợ Đức Mẹ. Vâng. Trước khi họ rước Đức, họ đưa Đức Mẹ đi là họ phải mời thầy bói, thầy cúng, thầy phù thủy làm những phép gì đó. Và họ sợ thế này này, năm 1987 khi con mới đến Thái Hà, vâng, con dọn bài hát cho ca đoàn, con có chọn bài là năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi. Thì cha già Giuse Vũ Ngọc Bích nói với con rằng là chú Khải ạ, ở đây công an là họ bảo hễ hát bài này, họ bảo là nhà thờ lại có tinh thần và tổ chức chống cộng. Cho nên họ rất sợ Đức Mẹ Fatima vì theo họ Đức Mẹ Fatima chống cộng. Đó. Thế thì con bảo buồn cười là cái những người vô thần, chế độ vô thần mà lại đi sợ, nói là không tin thần thánh mà lại đi sợ Đức Mẹ Maria Fatima, lại sợ cả cái bài hát về Đức Mẹ Fatima, nó mới buồn cười. Dạ vâng. Thưa cha và thưa toàn thể quý khán giả, thì như cha vừa đề cập, thì trong suốt cái thời gian nóng bỏng của giáo xứ Thái Hà, thì cha là phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà. Cha là một người đã trải nghiệm qua biết bao nhiêu cái thăng trầm trong cái thời gian này. Vậy thì cha có thể cho khán giả của Việt Pay TV của chúng tôi được biết là cái hiện tình của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt hiện nay ra sao? Vâng, nói về Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ấy, thì giáo dân Hà Nội và giáo sĩ Hà Nội chúng tôi yêu kính Ngài. Ừ. Vì Ngài là vị mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Vâng. Biểu hiện
Hễ mà chỗ nào giáo dân bị đàn áp thì Ngài đến thăm, thăm tận cái nơi chốn bị đàn áp để xem hiện trường nó thế nào. Ai là nạn nhân nằm viện, Ngài đến thăm. Ai là nạn nhân ở nhà, Ngài đến thăm. Mỗi khi mà người dân trên địa bàn Hà Nội á, mà gặp thiên tai, lũ lụt hay tai nạn gì á, là Ngài cũng đến thăm. Bất luận là công giáo hay không công giáo. Ví dụ ở khu vực giáo xứ Thái Hà, có một em thiếu niên đi học mà lụt lội, nó ngập thành phố Hà Nội, đi trên đường phố mà bị lũ cuốn xuống ống cống chết. Thế thì Ngài cho thư ký gọi điện thoại cho con hỏi địa chỉ và đích thân Ngài đến thăm cái gia đình đó và phân ưu với họ. Ví dụ như giáo dân ở Đồng Chiêm và người dân Đồng Chiêm là bị ngập lụt, Ngài đích thân bất chấp nguy hiểm ra đến tận nơi thăm, thăm viếng giáo dân và giúp đỡ giáo dân. Rồi khi giáo xứ Thái Hà và các giáo xứ Hà Nội lụt, Ngài gọi điện thoại cho chúng con và nói chúng con gọi là sắp xếp để Ngài đi thăm các cái khu vực bị lụt nặng nhất, và Ngài lội nước đến đùi đến ngang bụng để đi thăm từng từng nhà. Bất luận là sớm trưa chiều tối. Đang khi đấy thì Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng trong trận lụt đấy lại đi trách dân rằng là dân bây giờ là bị thụ động lắm, lụt lội mà chẳng biết làm gì cả, chỉ có ngồi đấy chờ trên giúp, là ông Bí thư Thành ủy Lê Quang Ngụy là nói láo. Thế nhưng mà sau khi thấy Đức Tổng Giám mục băng lụt đi thăm dân như vậy, thì mấy ngày sau các quan chức cộng sản cũng người này người kia học tập Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt lội nước để đi thăm dân. Nhưng mà không biết họ lội nhiều, lội ít, thăm thật đi thăm giả, nhưng thấy có hình ảnh lên tivi như vậy. Để là tuyên truyền. Vậy thưa cha, cảm ơn Vi Mạnh và cảm ơn cha. Chính cái điểm mà con nói là cha được huấn luyện ở trong đấy, nhưng mà thật sự cha là một nhân chứng sống. Đó mới là cái điểm chính. Nhân chứng sống, đặc biệt là sau năm 1954 tới năm 75, và từ năm 75 tới nay, và cha đã kể cho con nghe hình ảnh của cha chính Vinh và một số các ông trùm, các linh mục bị bắt, nhất là ở cổng trời đó. Con rất là xúc động. Cha có thể cho quý vị khán thính giả biết những cái chuyện đó về cha chính Vinh, về các linh mục, các ông trùm bị bắt và bị đưa lên cổng trời bị chết. Cha có thể cho quý vị khán thính giả biết sơ sơ tí không cha? Vâng, thì khi con lớn lên đến tuổi thiếu niên thì con vẫn chứng kiến các cha bị bắt, vẫn chứng kiến các ông trùm bị bắt, vẫn chứng kiến một số cha là bị ám sát. Vâng. Ví dụ như là khi con là 11 tuổi xưng tội rước lễ lần đầu rồi, thì ở làng con là cha Giuse Vũ Quang Điện, là linh mục nghĩa phụ của con, là bị nhà nước bắt đi tù. Và Ngài có tù chung với nhiều linh mục tuyên úy ở miền Nam ra đấy. Vâng. Rồi ông Trùm Phương, ông Trùm Kiên ở giáo xứ Phúc Nhạc là ngay thời con lớn lên rồi còn bị bắt tù 2 lần. Thế nhưng ngay ở xóm con là bác An Tôn Vinh là bác họ của con và đỡ đầu con. Mà cha thấy như vậy đó. Vâng, cha thấy như con vậy. Thấy. Đó là nhân chứng sống vâng, như vậy. Rồi bác Vinh là người đỡ đầu con, là bác cũng bị bắt đi tù. Rồi giáo xứ Tam Châu nhà con ở làng Phúc Nhạc ấy, là có cha Hậu. Là cha Hậu là bị cộng sản bắt rồi đấu tố rồi giam trong tù được khoảng 2 tuần là họ đánh chết. Thế cái cha Hậu đó bị đánh chết ấy, là trong cái cuốn hồi ký của Đức cha Lê Đắc Trọng. Cha Lê Đắc Trọng có nhắc đến cha Hậu đấy. Vâng. Đấy là Ngài là cha xứ của con. Thế thì Ngài bị nó bắt, nó đánh chết, và từ đấy là đi là nhà thờ con là bị đóng cửa. Là không có cha nào. Có cha nào mà nó còn bắt đóng cửa. Bắt đóng cửa mãi đến khi con lớn rồi thì cái thế hệ bố con mới từng bước đấu tranh để mở cửa trở lại. Và giáo xứ chúng con không có linh mục cho đến cách đây 6 năm. 6 năm trước mới có linh mục. Dạ, có thể, thế cha, thì cha, có thể. Con nói với cha là khi con ra Hà Nội con tu vào năm 87 thì cái không khí khủng bố của chế độ cộng sản trên giáo hội công giáo là rất nặng nề. Vì quý cha và quý vị biết thời điểm năm 1987 là tòa thánh đang xúc tiến án phong thánh tử đạo. Điểm đấy. Và nhân cái việc mà giáo hội phong thánh tử đạo ấy, thì nhà cầm quyền lại tổ chức các chiến dịch chống lại công giáo trên các phương tiện truyền thông và ở trường học. Ở trường học như con ấy là phải, họ bắt các học sinh là phải ký tên để phản đối việc phong thánh. Cái đó cha học lớp mấy nhỉ? Lúc đó là con học lớp 12. Vâng. Bắt ký tên, bắt cha ký tên vào. Vâng. Thế thì rồi là họ tổ chức họp và họp đội. Vâng. Ở nông thôn tổ chức họp đội, ở thành phố tổ chức các cuộc họp tổ dân phố. Yeah. Để lên án về việc phong thánh.
Vâng. Thế thì ngay thời đó là vẫn có những cha, những thầy bị bắt, còn các cha đi tù thì chưa được về. Như cha Linh Mục Vũ Quang Điện Nghĩa Phụ con lúc đó tù là chưa về. Vâng. Các cha khác ở miền Bắc, ở Bùi Chu, ở Thái Bình, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, tức là phần bị lớn bắt là chưa nhiều, về. Bị bắt, bắt rất nhiều. Rất nhiều. Con thưa mấy cha này, không một giáo phận nào miền Bắc không có những cha, những thầy đi tù. Không một giáo phận nào ở miền Bắc nhá, không có những người mới có ý muốn đi tu ở độc thân thôi không bị đi tù. Hầu như không một giáo xứ nào con đi qua không có người đi tù nhá. Con giáo xứ con, cái làng con là gồm có 10 xóm nhỏ. Thế cái xóm 10 con nó lập thành cái xứ nhỏ riêng là xứ Tam Châu, 9 xóm kia thành cái xứ Phúc Nhạc. Mà ngay thời con lớn lên và sống đó là con chứng kiến cả gần 10 giáo dân đi tù vì chế độ cộng sản. Còn cái số mà bị bắt giam 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, cái số đó rất cả nhiều hết ở làng Phúc Nhạc. Vâng. Mà những người đi tù đó bây giờ còn sống cả. Vâng. Đấy, thế thì con thấy, và đến lúc con làm linh mục, con đi qua các làng mạc, các giáo xứ ở miền Bắc. Vâng. Với miền Trung là Nghệ An với Thanh Hóa. Hầu như không có xứ nào không có người chết trong tù, hầu như không có xứ nào là không có người bị tù. Vâng. Và hầu hết những người đi tù mà còn sống sót trở về thì bây giờ cũng cỡ 60 tuổi, 70 tuổi đời trở lên rồi. Vâng, vâng. Và có những nhà như ở Hà Nội con thấy nhá, là hai bố con đi tù cả. Mà cũng vì công giáo. Vì công giáo là ở xứ Hàm Long. Vâng. Là con thấy ở cái ông cố của cha Khải và cha Khải hai người đi tù. Vâng. Vâng. Thế là rồi là ông Kiều Duy Vĩnh, ông kể giống con là cả ông cố cha Khải lẫn cha Khải đều tù chung ở trại giam khiếp nhất là trại giam Cổng Trời. Đấy, đấy. Nơi có cha Chính Vinh đấy. Vâng, vâng. Thế thì cái trại giam đó là khiếp nhất Việt Nam. Vâng. Có thể nói là khiếp nhất trần gian. Vâng. Nhà dòng chúng con đã có một thầy bị chết ở đó là thầy Clemente Phạm Văn Đạt. Vâng. Và các bạn tù của thầy, những người còn sống ở miền Bắc ấy, là gặp chúng con là kể chuyện lại những cái lối đàn áp dã man khủng khiếp và bất nhân của trại tù Cổng Trời. Vâng. Và của những cán bộ canh tù ở đấy. Thế thì ông Kiều Duy cũng bảo là tôi đây sống được mà về và sống đến giờ này chỉ vì tôi không phải là người công giáo. Chứ nếu tôi là công giáo có đức tin những người khác thì tôi chết lâu chết rồi. Và ông Kiều Duy Vĩnh ấy, ông nói với chúng con thế này này là thực sự là những người công giáo mà đi tù ấy, mà ở Cổng Trời đấy là những vị thánh. Vâng. Ông ấy khẳng định đấy là những vị thánh nhé. Mà ông đó là không, lúc mà ông ấy chơi với chúng con ở Hà Nội là ông không có đạo. Vâng. Ông ấy rất thân với anh em chúng con. Vâng. Khi chúng con tổ chức cái gì Thái Hà là hai ông bà lại dẫn nhau đến. Lại đến. Vâng, lại dẫn nhau đến trò chuyện gặp gỡ với mọi người. Vâng. Cái lần cuối trước khi con sang Roma là có tổ chức cái buổi kêu là hội doanh trí, gặp gỡ các doanh nhân và trí thức ở Hà Nội. Vâng. Thế thì cụ không phải là doanh nhân cũng, nhưng chẳng phải trí thức, chỉ là một sĩ quan quốc gia ngày xưa bị đi tù cộng sản. Nhưng mà cụ chơi thân với anh em rồi hôm đó cụ, ông cụ bà cũng đến. Vâng. Nghĩa là cụ có mặt đồng hành với chúng con. Vâng. Rồi là vì thân với anh em công giáo đấy. Ừ. Về cuối đời năm ngoái. Vâng. Trước khi mà cụ qua đời thì luật sư Lê Quốc Quân có dẫn các cha đến rửa tội cho cụ. Vâng. Luật sư Lê Quốc Quân là đến xin cha Mỹ ở nhà thờ Tư Đình. Vâng. Bên kia sông Hồng đến rửa tội cho ông. Thế thì ông Kiều Duy Vĩnh đó, ông nói rằng cái trại tù đó là khủng khiếp. Vâng. Và ông ấy nói rằng là những tù nhân ở đó đều là những vị thánh cả. Mà điển hình là cha Chính Vinh đấy. Vâng, ở Hà Nội chúng con á, con ra Hà Nội đi tu, ở Hà Nội lúc đó chỉ có mấy cha già với mấy cha trẻ mới chịu chức. Thì cha Vũ Ngọc Bích ấy, là người sống ở đó từ năm 1937, là bề trên dòng chú thế Hà Nội. Vâng. Là em của bà nội con là đưa con vào tù ở đấy đấy. Vâng. Thì ngài kể chuyện xưa chuyện nay cho mình nghe. Và ngài kể chuyện về cha Chính Vinh. Vâng. Rồi các giáo dân bị đi tù với cha Chính Vinh ấy, cũng kể chuyện cho con. Rồi những bạn tù còn sống cũng kể chuyện cho con. Thì và con thấy ấy, là trong lòng của dân Hà Nội. Vâng. Trong lòng của giáo dân Hà Nội và trong lòng của hàng giáo sĩ ở Hà Nội thì cha Chính Vinh là biểu tượng của việc trung tín sống đức tin giữa lòng xã hội cộng sản. Vâng. Ngài chịu tử đạo giống như nhiều linh mục tu sĩ giáo dân khác. Vâng. Nhưng mà ngài là một vị tử đạo điển hình. Vâng. Ngài tượng trưng cho cái sự bất khuất trước bạo quyền cộng sản. Ngài biểu tượng cho cái việc gọi là sẵn sàng trả giá vì đức tin của mình. Vâng. Ngài biểu tượng cho những, ngài là tượng trưng cho các vị tử đạo đó. Vâng. Tức là, và ngài bất khuất, ngài bất khuất lắm. Và ngài là
gọi là gì nhỉ, để lại cái ấn tượng sâu đậm trong lòng dân Hà Nội. Vâng. Mà những người sinh ra lớn lên không gặp Ngài thì cũng vẫn nghe tiếng Ngài. Vâng. Và cũng vẫn biết tinh thần của Ngài. Vâng. Và cũng sẵn sàng đi theo tinh thần của Ngài. Vâng. Cho nên có lần một giám mục hỏi con rằng là tại sao Linh Mục Nguyễn Văn Khải lúc ở Sài Gòn thì như thư sinh mà khi về Hà Nội thì hăng hái thế, tại sao giám mục Ngô Quang Kiệt ngày xưa ở Long Xuyên thì hiền lành thế mà nhu mì thế, mà đơn sơ thế mà sau về Hà Nội lại quyết liệt thế. Thế thì con mới bảo này này, chừng nào Đức Cha ra Hà Nội đây sống, chừng nào Đức Cha biết Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê thế nào, vâng, chừng nào Đức Cha biết Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn ứng xử thế nào, biết Đức Hồng Y Tụng ứng xử thế nào, biết Đức Cha Lê Đắc Trọng ứng xử thế nào, biết Quý Cha ở đây ứng xử thế nào, biết bao nhiêu cha bị đi tù ứng xử thế nào, Cha Thông ứng xử thế nào, Cha Oánh ứng xử thế nào, Cha Chính Vinh ứng xử thế nào, những vị gọi là những vị mà đời sống đức tin mới lại đời sống tri thức mới những vị bản lĩnh hàng đầu Hà Nội, như thể là Cha Vinh, Cha Thông, Cha Oánh, vâng, Cha Nhân, là đều là bị là tù, chết sớm cả tù đầy vì tù chết. Đầy mà nếu mà không chết trong tù thì cũng bị tù, bị quản chế lâu năm rồi cũng bị điên. Ví dụ như là Cha Nguyễn Văn Thông đấy. Vâng. Cha Nguyễn Văn Thông mà anh ruột của ông Nguyễn Văn Lục bây giờ Canada. Vâng. Và anh Lục của giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung ngày trước ở Sài Gòn. Dạ, Nguyễn Văn Trung. Cha Nguyễn Văn Thông đó là ở Hà Nội là ngài bị điên. Sau khi nó giam lâu quá thì bị điên. Thế thì cái truyền thống sống đạo bất khuất của giáo dân Hà Nội nó thể hiện ở chỗ này. À, sau Cha Vũ Xuân Kỷ là cái hồi Cộng sản mới chiếm Hà Nội năm 54, từ đó trở đi cho đến hôm nay. Vâng. Tổng giáo phận Hà Nội hoàn toàn không có một ai nhá. Vâng. Hoàn toàn không có một tu sĩ và linh mục nào gia nhập cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo cả. Không có. Ngay không cả có. Cái Ủy ban đó cũng hoàn toàn không có một anh nào. Đấy thì nói đến Cha Chính Vinh và các linh mục tu sĩ bị tù Hà Nội ấy, vâng, thì con xin thưa như vậy. Và những vị đi tù Hà Nội đó thì làm linh mục ấy, bây giờ vị cuối cùng còn sống ấy, là Cha Thiên. Cha Thiên. Vâng, Cha Thiên ở Hà Nội, vị cuối cùng còn sống nhưng bây giờ ngài bệnh tật lắm rồi. Vâng. Vì trong tù Cộng sản nhiều năm bị nó hành hạ đó. Vâng. Còn vị trước cha tù cùng thời với Cha Thiên mà bị chết cách đây gần chục năm mới là Cha Khải. Vâng.